Vì sao vậy? Năm nay là cái năm 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 yếu lắm rồi. Rồi. Nhà ở đâu? Nhà ở phường 4 đó thầy. Ở phường 4 này đó mà. Cô giáo à? Dạ không, làm hành chánh thôi, hành chánh nghỉ hưu. À, nghỉ hưu rồi đó. Ok. Bây giờ cô này thì hổ mình có tư vấn rồi. Và bắt đầu ăn 16-8 chưa? Dạ bắt đầu ăn thử rồi thầy. Ừ. Thử với hóp với hai là uống rượu ớt này được 2 ngày rồi. Được tốt rồi. Dạ. Thì mấy cái công thức đó mình biết hết rồi. Dạ nè. Cũng biết hơi hơi chứ còn mới mà chưa có nắm chắc lắm. Ừ. Rồi mấy ngày nay là coi như mọi người cũng hỗ trợ cho rồi ha. Dạ, cũng có hỗ trợ, nó cũng có đỡ đó nhưng mà nó còn tê lắm thầy. Tê, tê ở đâu nhiều? Tê cái mông, ngồi nó tê lắm, cái mông với kéo xuống hai cái chân nè. Rồi, nó tê hai cái bằng chân được. Là vì nó bị thoát vị số L345. L345 rồi. Nhưng mà rồi cái tôi té cái chân bên này nó ngồi xuống, ngồi xuống vậy thôi. Nhưng mà bị nó bị lệch cái cột sống luôn, lệch nửa đốt ngón tay. Đi chụp phim thì nó lệch nửa ngón tay, thành ra là nó một nửa bên cái chân bên phải này nó tê, nó khó chịu lắm. Nó khó chịu lắm mà đi nó cập khỉnh luôn. Từ hôm té là cái đi bị cập khỉnh cái chân phải nhiều hơn. Trước là cũng bị mà bị cái đầu gối nó bị rách cái sụn á thì nó bị cập khỉnh đỡ hơn, đeo đai thì đỡ, nhưng mà sau khi bị té giờ nó lại bị cập khỉnh nhiều hơn. Mà nó tê thì sao, mà nó tê hai cái mông nó tê lắm thầy, ngồi nó tê lắm đó mà còn ráng ngồi á chứ. Ngồi dưới này là dưới này nó tê hai cái mông với cái bàn chân nó tê lắm. Mượn cái đó đó. Dạ. Cái điểm nó ngồi cho nó êm chút. Dạ. Nha. Dạ. Rồi là chịu khó đi. Bây giờ cứ dần sai từ từ. Dạ. Thấy không? Rồi. Bây giờ trước hết mình cho đo cái hai cái chân trước. Nằm đây. Rồi, nằm sấp đây đi. Bóp xuống. Chưa. Nằm sấp. Rồi nằm cho thẳng người ra, thẳng thốn người ra. Rồi đo hai chân. Cô này nãy cô nói đo chân nào? Chân phải. Đo chân phải, thấy chưa? Rồi, bây giờ mọi người thấy cái đo với chân phải, cái chân phải dài hơn ha. Đo chân phải. Ồ. Bây giờ mình chỉ nhắm cái đo thôi mà chân phải bị đau. Thì bây giờ mình thử. Mình thử hai cái bình hồng. Đau không? Này đau không? Xích xuống dưới phải đau. Đây đau hả? Xích xuống dưới rồi nữa phải đau. Ở đây hả? Bắt đầu từ đó đây xuống đau. À bắt đây đây xuống đau phải không? Đây, đây, đây từ đây đây xuống đau. Xuống rồi. À, trời ơi. Từ cái xương không này nè thầy, xuống là nó đau. Cái từ cái mông này nè xuống nó đau, đi giữa cái mông này xuống nó đau. Rồi. Để bây giờ mình phải chỉnh sơ cái này chút xíu. Được rồi. Đây đau này phải không? Đúng không? Dạ. Rồi em đo lại chân nha. Thấy nó đỡ rồi ha. Đỡ nhiều rồi. Nó ngắn lại rồi ha. Rồi. Bây giờ ngồi dậy đi rồi cái đầu quay qua đây. Bây giờ mình chỉnh lại cái cuộc sống của. Rồi, quay qua đây. Nó lệch cái xương hông á, không có gì hết á. Đây khi bị đau cái cuộc sống á, cái đi bao giờ mình cũng đi lệch hết á. Rồi, mình nó đã lỏng ra. Người thư giãn, thấy không? Rồi, mềm đúng rồi đó, mềm vậy đó. Đó, tốt quá. Rồi nghe sao? Nghe lòng tê tái không? Ê phải không? Rồi. Bữa nay là 4 trong 1 luôn. Rồi. Không té đâu, không té đâu. Có người đỡ. Yên chí đi. Ở đây nhiều người đỡ lắm. Đó tốt rồi. Đó mỗi ngày thêm chút rồi đó.
Trời, tốt quá. Rồi, tiếp, quay qua đây, lại quay qua đây nữa. Nhớ là mấy cái động tác là mình phải đổi chứ mình đừng có làm một chiều không nha. Rồi. Móc chân hay không? Rồi. Quay. Móc chân. Rồi, nhẹ nhàng nha. Xương sống yếu lắm nha. Rồi, 1 2 3, đó đúng rồi. 1 2 3, rồi, quay qua kia. Rồi, 1 2 3, 1 2 3, rồi được rồi. Rồi bây giờ là nghiêng sửa lưng lại, nằm nghiêng đó, nằm nghiêng đó, đúng rồi đó. Rồi giữ chân lại, rồi đẩy đi, rồi mềm người ra, mềm ra đó. Rồi đẩy qua đây. Không, thả lỏng này ra, thả lỏng người ra. Đó, thả lỏng ra, thả lỏng người ra. Thả lỏng ra mềm. 1 2 3. 1 2 3. Rồi. Cái thứ kêu cuối. Tới con làm đi. Có bị đau không? Đó, bên đó. Rồi, coi cái tụi em cũng biết hết rồi ha. Còn em nào chưa biết? Nghiêng. Còn chưa biết coi nè ha. Đây. Ê. Đây, vô đây. Vô đây. Thì khi mà tụi em ấn kéo á thì điểm 10 tiếng điểm. Cái này tụi em học hết rồi không? Đó. Thấy không? Thì nó sẽ giải cái cơ mà chèn của cái thần kinh tọa. Rồi, được rồi. Rồi bây giờ cho nằm sắp lại, tụi em đo chân lại lần nữa. Ok chưa? Rồi, bây giờ cho nằm ngửa trở lại, cho thầy mượn khăn để chỉnh cái cuộc sống lại thêm lần nữa. Rồi. Thả lỏng nha. Tốt quá, ngon rồi. Bây giờ cho nằm đầu quay kia, thưởng thức ngũ bội tâm tinh kia đó. Khi chân bên phải đau nhiều á, cái khi mình bấm nguội tâm tinh heo này bên đây nó giật hơn nữa nè, thấy chưa? Thấy không? Đấy, ok rồi đó.
đều đều hai chân. Hey, quá xa ha. Rồi ngồi dậy đi. Rồi nghe cái cảm giác trong cơ thể như sao. Lấy cái micro. Rồi, cảm giác sao rồi? Dạ, cũng thấy nó nhẹ bớt đó thầy. Nhẹ bớt. Dạ. À, bây giờ dạ. À, nghĩ trong đầu á, tôi không còn bệnh nữa. Dạ. Bây giờ đi đứng ngon lành thử coi chứ đừng có lùm cùm như lúc đầu. Dạ. Cố gắng chứ. Cố gắng nha. Cũng muốn đi cho nó bình thường nha. Đi nó bình thường em. Dạ. À, rồi bây giờ đi bình thường đi. Dạ, lấy cái này dạ. Đó được rồi, cứ để đi. Đi, cứ tập trung nghỉ trước trước đi thẳng người ra. Đó. À, đều lại. Nhẹ nhàng ha. Ok. Đó. Rồi, về đó ngồi luôn.